năm 684 công nguyên, tại triều đình nhà Đường, Hoàng Thái Hậu Võ Tắc Thiên yêu cầu một sứ giả đầy lo lắng đọc to bức thư trước mặt toàn bộ quần thần. Bức thư này đến từ một nhà thơ, người đã gia nhập vào một cuộc nổi dậy chống lại bà. Nội dung bức thư vạch trần và tố cáo những hành động của Võ Tắc Thiên, kể về hành trình của bà từ một cung nữ nhỏ bé đến vị trí nắm giữ toàn bộ quyền lực sau ngai vàng, cai trị thông qua một loạt các hoàng đế bù nhìn. Nhà thơ viết rằng bà đã dùng sự quyến rũ như hồ ly để mê hoặc hoàng đế, cuối cùng khoác lên mình chiếc áo của hoàng hậu và đặt hoàng đế vào một tình thế như thể phạm vào mối quan hệ loạn luân. Thái hậu lắng nghe, gật đầu ra hiệu cho sứ giả tiếp tục. Anh ta run rẩy đọc tiếp, bà có trái tim như rắn và thằn lằn, bản chất như sói. Bà gần gũi với những kẻ mưu mô và giết hại những người trung thành, thiện lương. Bà giết chị mình, tàn sát anh em, hạ độc hoàng đế và đầu độc mẹ ruột. Cả trời đất và con người đều căm ghét bà, thiên địa không thể dung thứ sự tồn tại của bà. Cả đại điện chìm trong im lặng. Võ Tắc Thiên đón lấy bức thư, lướt mắt qua rồi bật cười. Bà quay sang các cố vấn, liếc nhìn họ đầy ý nhị rồi cất giọng lạnh lùng, đây là lỗi của các ngươi. Bà giơ bức thư lên, các ngươi nên thuê hắn làm việc cho ta, để giúp tất cả mọi người tìm ra những tổ chức từ thiện hiệu quả và đảm bảo rằng từng đồng đóng góp đều có ý nghĩa. Võ Tắc Thiên, hay Võ Hoàng như cách bà tự xưng, là một trong những nhân vật lừng lẫy và đầy kịch tính nhất trong lịch sử thế giới. Năm 14 tuổi, bà bước vào cung với thân phận cung nữ nhỏ bé. Thế nhưng, với trí thông minh, sắc đẹp và tham vọng mãnh liệt, bà nhanh chóng vươn lên trong hậu cung, chiếm trọn trái tim của thái tử và sau này là hoàng đế. Bà trở thành lực lượng ổn định duy nhất giữa các triều đại hoàng đế yếu kém, lèo lái triều đại nhà Đường qua thời kỳ huy hoàng nhất. Những cải cách hành chính của Võ Tắc Thiên, cùng với sự bảo trợ đối với Phật giáo, một tôn giáo ngoại lai lúc bấy giờ, đã thay đổi Trung Quốc mãi mãi. Những cải cách này không chỉ củng cố triều đại nhà Đường mà còn giúp nó tồn tại thêm hai thế kỷ sau khi bà qua đời. Nhưng thành tựu vĩ đại nhất, điều khiến bà trở nên độc nhất vô nhị trong lịch sử, chính là việc bà trở thành người phụ nữ duy nhất từng cai trị Trung Quốc dưới danh nghĩa chính thống, không phải là nhiếp chính hay thông qua một hoàng đế bù nhìn. Đến mức ngôn ngữ Trung Quốc khi đó không có từ nào mô tả chính xác vai trò mà bà đảm nhận. Thay vì được gọi là hoàng hậu, vợ của hoàng đế, bà được gọi là nữ hoàng đế, một khái niệm mà nhiều người cùng thời cho là trái ngược với tự nhiên. Nhà thơ viết rằng bà đã dùng sự quyến rũ như hồ ly để mê hoặc hoàng đế, cuối cùng khoác lên mình chiếc áo của hoàng hậu và đặt hoàng đế vào một tình thế như thể phạm vào mối quan hệ loạn luân. Thái hậu lắng nghe, gật đầu ra hiệu cho sứ giả tiếp tục. Anh ta run rẩy đọc tiếp, bà có trái tim như rắn và thằn lằn, bản chất như sói. Bà gần gũi với những kẻ mưu mô và giết hại những người trung thành, thiện lương. Bà giết chị mình, tàn sát anh em, hạ độc hoàng đế và đầu độc mẹ ruột. Cả trời đất và con người đều căm ghét bà, thiên địa không thể dung thứ sự tồn tại của bà. Cả đại điện chìm trong im lặng. Võ Tắc Thiên đón lấy bức thư, lướt mắt qua rồi bật cười. Bà quay sang các cố vấn, liếc nhìn họ đầy ý nhị rồi cất giọng lạnh lùng, đây là lỗi của các ngươi. Bà giơ bức thư lên, các ngươi nên thuê hắn làm việc cho ta, để giúp tất cả mọi người tìm ra những tổ chức từ thiện hiệu quả và đảm bảo rằng từng đồng đóng góp đều có ý nghĩa. Võ Tắc Thiên, hay Võ Hoàng như cách bà tự xưng, là một trong những nhân vật lừng lẫy và đầy kịch tính nhất trong lịch sử thế giới. Năm 14 tuổi, bà bước vào cung với thân phận cung nữ nhỏ bé. Thế nhưng, với trí thông minh, sắc đẹp và tham vọng mãnh liệt, bà nhanh chóng vươn lên trong hậu cung, chiếm trọn trái tim của thái tử và sau này là hoàng đế. Bà trở thành lực lượng ổn định duy nhất giữa các triều đại hoàng đế yếu kém, lèo lái triều đại nhà Đường qua thời kỳ huy hoàng nhất. Những cải cách hành chính của Võ Tắc Thiên, cùng với sự bảo trợ đối với Phật giáo, một tôn giáo ngoại lai lúc bấy giờ, đã thay đổi Trung Quốc mãi mãi. Những cải cách này không chỉ củng cố triều đại nhà Đường mà còn giúp nó tồn tại thêm hai thế kỷ sau khi bà qua đời. Nhưng thành tựu vĩ đại nhất, điều khiến bà trở nên độc nhất vô nhị trong lịch sử, chính là việc bà trở thành người phụ nữ duy nhất từng cai trị Trung Quốc dưới danh nghĩa chính thống, không phải là nhiếp chính hay thông qua một hoàng đế bù nhìn. Đến mức ngôn ngữ Trung Quốc khi đó không có từ nào mô tả chính xác vai trò mà bà đảm nhận. Thay vì được gọi là hoàng hậu, vợ của hoàng đế, bà được gọi là nữ hoàng đế, một khái niệm mà nhiều người cùng thời cho là trái ngược với tự nhiên. Trung Quốc thế kỷ thứ 7 là một vùng đất chịu sự chi phối mạnh mẽ của tư tưởng Nho giáo. Trong khi dân thường theo đạo giáo, tín ngưỡng dân gian và Phật giáo mới du nhập, tầng lớp thống trị lại gắn bó chặt chẽ với tư tưởng của Khổng Tử hay Khổng Phu Tử. Đối với các quan chức triều đình,
Làm việc trong cung đình đồng nghĩa với việc trở thành những học giả nho giáo, bởi đây là nguyên tắc tổ chức quyền lực trong triều đình. Nho giáo là một hệ thống đạo đức, tôn giáo, hay thậm chí là triết lý nhân văn, dù cách định nghĩa vẫn còn mơ hồ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nó dựa trên các mối quan hệ tôn ti, phân cấp trong xã hội, cha đứng trên con, anh đứng trên em, và trên hết là sự thống trị của đàn ông đối với phụ nữ. Điều này khiến Võ Tắc Thiên, một phụ nữ nắm quyền tối cao, trở thành hiện thân của sự thách thức đối với các giá trị truyền thống này. Dưới sự trị vì của Võ Tắc Thiên, Trung Quốc chứng kiến một thời kỳ thịnh vượng, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về văn hóa và tôn giáo. Bà thúc đẩy Phật giáo, coi đó như một công cụ chính trị để chống lại ảnh hưởng của Nho giáo, đồng thời bảo trợ cho các công trình nghệ thuật và văn học. Những cải cách của bà trong hệ thống hành chính và bộ máy quan lại đã làm cho nhà Đường trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc bà lên nắm quyền cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích. Nhiều người tố cáo bà sử dụng mưu mô, thậm chí bạo lực để loại bỏ các đối thủ chính trị, bao gồm cả gia đình của chính mình. Nhưng dù yêu hay ghét, không ai có thể phủ nhận rằng Võ Tắc Thiên là một nhà lãnh đạo xuất chúng, vượt qua mọi rào cản để khắc ghi tên mình vào lịch sử. Vào thời phong kiến Trung Quốc, xã hội được tổ chức theo tôn ti nghiêm ngặt, bề trên luôn có quyền lực vượt trội so với kẻ dưới. Cha trên con, anh trên em, và đặc biệt, đàn ông luôn đứng trên phụ nữ. Nữ giới được kỳ vọng phải ngoan ngoãn, phục tùng chồng và nhường quyền quản lý gia đình cho con trai trưởng. Trong bối cảnh đó, sự thành công và quyền lực của Võ Tắc Thiên đã khiến tầng lớp trí thức Nho giáo cảm thấy bị đe dọa. Những học giả này, người biên soạn sử sách chính thức thời Đường, đã khắc họa bà như một kẻ phản bội, một quái vật với dã tâm và sự tàn độc. Các tài liệu lịch sử miêu tả Võ Tắc Thiên như một kẻ âm mưu đoạt quyền bằng sắc đẹp và thủ đoạn, sử dụng ái tình và ám sát để tiêu diệt đối thủ. Một số cáo buộc cho rằng bà đã xử tử hàng loạt đối thủ chính trị, thậm chí tàn sát cả 12 nhánh gia đình mình. Một câu chuyện nổi tiếng nhất kể rằng bà ra lệnh chặt tay chân các đối thủ rồi ném họ vào vại rượu để chết đuối. Tuy nhiên, nhiều học giả hiện đại cho rằng những câu chuyện này phần lớn bị thêu dệt hoặc hoàn toàn bịa đặt. Ví dụ, tình tiết về vại rượu thực chất được sao chép từ một câu chuyện cổ xưa hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa Võ Tắc Thiên là một nhân vật hiền lành. Cung đình nhà Đường, đặc biệt là hậu cung, là một chiến trường quyền lực đầy hiểm nguy. Mưu kế, vu khống, ám sát, tình dục và thậm chí giết người đều là công cụ để tiến thân. Khi các hoàng đế nam giới sử dụng những biện pháp này, chúng thường được coi là công cụ cần thiết của nhà nước, không làm mất danh dự. Thế nhưng, khi Võ Tắc Thiên thực hiện tương tự, bà lại bị xem là tà ác và trái tự nhiên. Võ Tắc Thiên đến hoàng cung vào năm 637 khi mới 14 tuổi, với xuất thân không quá cao quý. Cha bà, Võ Sĩ Hoạch, là một thương nhân gỗ giàu có. Nhờ cơ duyên kết thân với một quan chức tỉnh, người sau này lãnh đạo cuộc nổi dậy lật đổ triều Tùy để lập ra nhà Đường, Võ Sĩ Hoạch được phong làm thái thú và trở thành một quý tộc nhỏ. Gia đình Võ Tắc Thiên từ đó hưởng lợi từ chính sách mở cửa của triều đại mới, nơi vai trò của phụ nữ được mở rộng hơn. Mặc dù Nho giáo áp đặt vai trò thấp kém lên phụ nữ, nó cũng khuyến khích việc giáo dục nữ giới, và cha của Võ Tắc Thiên đã tận dụng điều này. Ông cho bà học văn chương, hùng biện, âm nhạc và chính trị, một nền tảng giáo dục hiếm thấy với phụ nữ thời bấy giờ. Tuy nhiên, chính sắc đẹp của bà mới là yếu tố giúp bà nổi bật. Năm 14 tuổi, Võ Tắc Thiên tham gia một cuộc thi tuyển sắc đẹp khổng lồ, một cuộc khảo sát để chọn lựa cung nữ vào hậu cung hoàng đế. Với tiêu chuẩn nhà Đường, bà được đánh giá là vô cùng xinh đẹp. Sau khi được tuyển chọn, Võ Tắc Thiên vào cung để phục vụ hoàng đế Đường Thái Tông, người đã giành ngôi vị bằng cách hạ sát hai người anh em ruột trong một trận đấu kiếm sau khi bị họ đầu độc. Tuy nhiên, để tồn tại và thăng tiến trong hậu cung, Võ Tắc Thiên cần nhiều hơn là vẻ bề ngoài. Hậu cung không chỉ là nơi để các cung nữ thỏa mãn nhu cầu của hoàng đế và sinh con, mà còn là một bộ máy hành chính ngầm. Vì nam giới bị cấm vào khu vực này, các cung nữ đảm nhận mọi công việc trong nội cung, từ quản lý tài sản đến chăm sóc sức khỏe. Hệ thống hậu cung được chia thành 9 cấp bậc, dựa trên vai trò và vị trí của từng cung nữ. Tại đây, Võ Tắc Thiên học cách điều hành, xử lý các mối quan hệ phức tạp và từng bước xây dựng ảnh hưởng của mình. Mặc dù xuất thân bình thường, bà đã nhanh chóng chứng minh sự thông minh và quyết đoán, trở thành một nhân vật không thể xem thường. Một trong những yếu tố giúp Võ Tắc Thiên thành công là sự nhạy bén chính trị và khả năng tận dụng thời cơ. Bà biết cách xây dựng liên minh, loại bỏ đối thủ và củng cố quyền lực. Nhưng đồng thời, bà cũng là một nhà cải cách có tầm nhìn xa. Các chính sách của bà, từ cải cách thuế đến việc khuyến khích giáo dục và bảo trợ Phật giáo, đã mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội Trung Quốc.
Với vai trò là một nhà lãnh đạo, Võ Tắc Thiên không chỉ tập trung vào quyền lực cá nhân mà còn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Bà thúc đẩy nghệ thuật, văn hóa và tôn giáo, góp phần xây dựng một xã hội đa dạng và cởi mở hơn. Mặc dù bị sử sách bóp méo và bôi nhọ, không thể phủ nhận rằng Võ Tắc Thiên là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất lịch sử Trung Quốc. Bà đã vượt qua mọi rào cản, từ giới tính đến địa vị, để trở thành người phụ nữ duy nhất cai trị đất nước dưới danh nghĩa chính thống. Dù yêu hay ghét, Võ Tắc Thiên vẫn là biểu tượng của sự quyết tâm, trí tuệ và sức mạnh. Di sản của bà không chỉ nằm ở những thành tựu cụ thể mà còn ở việc thách thức các định kiến và mở ra con đường mới cho phụ nữ trong lịch sử phong kiến. Trong cung đình nhà Đường, địa vị của các phi tần được chia thành nhiều cấp bậc, từ cao nhất là hoàng hậu, đến những phi tần hạng nhì được yêu thích, rồi xuống đến những người đảm nhiệm việc tắm rửa, phục vụ đồ ăn hoặc làm thư ký. Ngay từ khi vào cung, Võ Tắc Thiên được phong làm phi tần hạng năm, một chức vị trung bình, tương đương với người phụ trách thay ga trải giường cho hoàng đế Thái Tông. Đây là một nhiệm vụ mang chút sắc thái gần gũi, nhưng không quá nổi bật trong số các phi tần khác. Tuy nhiên, các đối thủ chính trị của Võ Tắc Thiên sau này đã lợi dụng chi tiết này để theo dệt nên những câu chuyện về việc bà là người được Thái Tông yêu thích nhất. Thực tế, mối quan hệ giữa bà và Thái Tông phức tạp hơn nhiều. Theo nhiều ghi chép, vị hoàng đế ngoài 40 tuổi này có thể đã qua lại với bà một vài lần, một điều rất phổ biến thời bấy giờ. Nhưng cũng có những lúc Võ Tắc Thiên tuyên bố rằng bà và Thái Tông chưa từng có quan hệ thân mật, tùy thuộc vào việc câu chuyện nào có lợi cho bà hơn trong tình hình chính trị lúc đó. Một trong những khoảnh khắc quan trọng giúp Võ Tắc Thiên gây ấn tượng với hoàng đế Thái Tông xảy ra trong một buổi trò chuyện. Khi Thái Tông đang cùng các phi tần bàn luận về chủ đề yêu thích của ông, ngựa chiến, ông đề cập đến một con ngựa mới mà dù đã thử mọi cách vẫn không thể thuần hóa được. Võ Tắc Thiên, với ánh mắt lạnh lùng, nói rằng bà có thể thuần phục được con ngựa, nhưng cần ba thứ: một chiếc roi sắt, một cây chù y sắt và một con dao găm. Thái Tông tò mò hỏi bà sẽ làm thế nào. Bà trả lời: tôi sẽ quất nó bằng roi sắt. Nếu nó không phục, tôi sẽ dùng chù y đánh vào đầu nó. Nếu nó vẫn không nghe lời, tôi sẽ dùng dao găm cắt cổ nó. Thái Tông tỏ ra ấn tượng với sự kiên định của bà, nhưng không hẳn là có cảm tình đặc biệt. Mặc dù vậy, lời nói mạnh mẽ đó đã để lại dấu ấn sâu sắc, cho thấy Võ Tắc Thiên không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, mà còn có đầu óc sắc sảo và tinh thần thép. 11 năm sau khi bà vào cung, hoàng đế Thái Tông lâm bệnh nặng. Lúc này, Võ Tắc Thiên vẫn giữ chức vị phi tần hạng năm, phụ trách chăm sóc hoàng đế trong những ngày cuối đời, bao gồm cả việc thay ga giường và làm y tá. Điều này không hẳn là dấu hiệu cho thấy bà được ưu ái, mà đúng hơn là một nhiệm vụ bình thường đối với một phi tần ở cấp bậc của bà. Khi hoàng đế Thái Tông qua đời, thi thể của ông được đưa đến lăng mộ được trang trí bởi những bức tượng khổng lồ mô tả các con ngựa yêu thích của ông. Theo thông lệ, các phi tần không có con cái với hoàng đế sẽ phải xuất gia làm ni cô, sống quãng đời còn lại trong các ngôi chùa Phật giáo để cầu nguyện cho linh hồn của hoàng đế. Võ Tắc Thiên cũng không phải ngoại lệ, và bà chuẩn bị rời cung để vào chùa. Nhưng rồi một sự kiện đặc biệt đã thay đổi cuộc đời bà. Trong những ngày cuối cùng của Thái Tông, Thái tử Lý Trị, sau này là hoàng đế Cao Tông, khi đó mới 21 tuổi, đã đến gặp cha mình. Từ khi còn nhỏ, Lý Trị đã có một mối cảm mến với Võ Tắc Thiên, người lớn hơn ông 3 tuổi và nổi bật bởi vẻ đẹp sắc sảo. Tuy nhiên, theo lễ giáo, bất kỳ mối quan hệ nào giữa họ đều bị coi là loạn luân. Dẫu vậy, Võ Tắc Thiên không muốn bị đày vào cuộc sống tẻ nhạt của một ni cô. Trong một lần Lý Trị ghé qua phòng bà, ông vô tình làm bắn nước lên mặt bà khi rửa tay. Võ Tắc Thiên, không bỏ lỡ cơ hội, đã nói: thần xin nhận ơn mưa móc của trời. Câu nói đầy ẩn ý này ngay lập tức gây ấn tượng với Lý Trị, đánh dấu khởi đầu của một mối quan hệ bí mật giữa họ. Đây chính là bước ngoặt lớn giúp Võ Tắc Thiên không chỉ thoát khỏi số phận của một ni cô, mà còn tiến xa hơn trên con đường quyền lực. Sau khi lên ngôi, Lý Trị tìm cách đưa Võ Tắc Thiên trở lại cung. Tuy nhiên, điều này gặp nhiều khó khăn do sự phản đối của các đại thần và hoàng hậu vương, người không muốn mất đi vị thế của mình. Nhưng với sự thông minh và khả năng thao túng tình thế, Võ Tắc Thiên dần dần củng cố được vị trí trong lòng Lý Trị, đồng thời loại bỏ từng đối thủ cản đường mình. Trong suốt những năm tiếp theo, Võ Tắc Thiên chứng tỏ rằng bà không chỉ là một người phụ nữ đẹp mà còn là một nhà chiến lược tài ba. Bà nhanh chóng giành được sự tín nhiệm của hoàng đế Cao Tông, trở thành hoàng hậu và sau này là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa chính thức lên ngôi hoàng đế, mở ra một thời kỳ đầy biến động nhưng cũng rất đáng nhớ trong lịch sử nhà Đường.